Đây nè, ở đây là một của ngọn núi Ngũ Hành Sơn đó, một ngọn núi của Ngũ Hành Sơn luôn đó. Sao mình lên đó được? Lát mình đi thang bộ lên hoặc là đi thang máy lên. Không phải đâu. Ở đây Long. Long ơi, đây nè Long. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi, chứ mình rác đi, chứ mình rác bỏ vô.